Ok, và chào mừng tất cả mọi người đã lại tiếp tục quay trở lại với channel RPG của mình. Và ngày hôm nay thì như anh em có thể thấy trước mặt đây, tại thì mình đang trở thành một cái con nhện các bạn ạ. Và nói chung là không còn là một thanh niên cao ráo, nó đẹp dai khoai to, xong rồi đi ra đường lừa các con gái nhà người ta nữa. Mà đây, nhìn leo kha leo khèo tay này, úi xồi, chân này, cái con quả mông này còn trồng hết cả lên nữa, vãi cả nhện ạ. Đấy, và anh em có thể thấy dáng đi của mình hôm nay nó rất là nhện anh em nhá. Này, bò bò này, nó leo tường này. Ở đây không phải là Spider-Man mà thực sự là chúng ta đã trở thành nhện rồi. Úi dồi, và những thanh niên khác trong này cũng thế. Thì đây là một cái tựa game mà mình phải vượt chướng ngại vật, vượt địa hình với tư cách là một con nhện. Đấy, nói chung là mình cũng đã từng chơi rất là nhiều thể loại OB rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ chơi cái trò nào mà biến thành nhện nhảy OB cả. Thế hôm nay test thử trò này xem như thế nào nha. Nào, đi nào các đại gia đình nhện của tôi ơi. Úi dồi. Ây da. Nhện mà cũng có cả cửa hàng riêng này anh em này. Chiến quá nhờ. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải leo lên đây à? What the hell? Sao làm nhện mà cũng phải leo cầu thang là sao ta? Nhện thường tưởng là phải bò trên tường chứ sao lại leo cầu thang này? À, như là muốn để có sức mạnh tiến hóa leo được cầu thang thì chúng ta phải bỏ robot ra. Vâng, rất bố đời, rất tuyệt vời. Thế giờ làm gì? Ui ui ui, cái gì đấy, cái gì? Ô, ấm vào đây là bắn tơ nha anh em. Uầy, hay 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 hay. Úi xồi, úi xồi. Úi xồi ôi. Nhện này là cũng có đu tơ bay các thứ anh em ạ. Được, mỗi tội là cái khoản leo thang này nó hơi buồn cười tí. Ok, ok, ok. Anh em thấy sao? Ôi, anh em nhìn có thằng nó bị dính ở đằng kia kìa. Nói chung là đây là đại gia đình nhện anh em ạ. Hang ổ của nhện. Có lẽ là bây giờ mình sẽ phải tìm cách để mình cố gắng thoát khỏi cái hang ổ này. Rồi, chờ anh đây. Và hang, ok. Đã đơn giản thôi. Để làm gì? Nhưng mình vừa ăn một cái gì đó. Và bây giờ chúng ta sẽ lại trèo ra ngoài. Đây, đường đi ở đâu nhỉ? Đây, đường đi bên này. Ok. Trèo lên đây này. Ui, hàng nhện rộng nhờ. Nói chung là làm nhện này nó không quen cho lắm anh em ạ. Tự nhiên chân đi kiểu này trông nó hơi ghê một tí, nhưng mà quả mặt này thì mặt này vẫn không ghê cho lắm. Đấy. U. Cái này là kiểu tơ nhện khổng lồ, nó bấm một phát là nó đu bám vào thẳng luôn. Uầy, hay nha. Ok. Giờ chúng ta sẽ cố gắng thoát khỏi cái hang này đã rồi làm gì làm. Kéo lên đây này. Đây, bấm vào nút kia. Bắn cái thằng này. Rồi. Như Spider-Man luôn. Và sau đó đứng từ đây chúng ta sẽ bắn sang bên này. À ok ok, từ từ. Ai đứng từ trên cao này, đu sang bên này. Đu qua đây phát này. Như Superman luôn. Phải nói là nhện ngoài đời mà đu cái file như thế thì thôi, chắc chắn là thế giới này phải diệt trừ loài nhện anh em nhá. Nhện ngoài đời mà đu kiểu đấy thì thôi, đúng là quá kinh. Rồi, lại đu qua đây. À, cái chỗ này là khu vực nước này anh em này. Loài nhện nói chung là sợ nước anh ạ, cũng kiểu sợ nước. Nên là chúng ta sẽ phải né né nước ra nha. Ui, 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 khó, 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 đại là khó đây. Con này phải đứng trên cao nha anh em. Đứng trên cao đi. Đây, sau đó chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta đu qua đây này. Đu qua đây này. Rồi, chạm chân vào đây luôn. Hai phát liên tiếp. Được rồi, checkpoint rồi. Thì, nãy giờ mới qua được một checkpoint anh em nha. Để qua đây, ok. Qua đây. Chào lên đây, ok. Khá đơn giản thôi. Phía dưới là một cái hố gì đấy khá là sâu này. À, bây giờ mà đu qua đây mà không thành công là chắc chắn là chỉ có rơi xuống hố kia bẹp dí. Nào. Nào. Ê, ê. Lại, không sao. Nhưng đấy, nói chung là bẹp dí là ở ngoài đời, còn là game thì chúng ta có thể hồi sinh. Em không sao, đấy, hồi sinh thoải mái. Nào, thử lại. Thử lại phát lại. Úi dồi, hơi nguy hiểm tí, không sao hết. Đi đây. Nhện mà cũng tắm cả bể bơi à? Anh em nhìn là nhện cũng tắm cả bể bơi, thậm chí có cả con vịt đồ chơi bên cạnh. Vãi cả nhện. Ok, qua đây, dính ở đây này. Đu qua đây này. Đu qua đây này. Tôi dính vào đây này. Rồi. Rất chuyên nghiệp anh em nhá. Đu qua đây tiếp này. Hất ra đây này. Đu lên đây này. Rất kỹ năng anh em nhá. Nhện này úi sổ ơi. Này là siêu tiến hóa. Trời đất. Nếu mà muốn hồi sinh tại chỗ thì chúng ta phải tốn 9 Robux. Thôi tốn 9 Robux thì lười chơi lại lắm. À, lại đoạn này nha. Đu qua đây này.
Rồi đu lên đây này. Đu qua đây này, rồi bắn lên đây này. Ok, ra khá mượt này. Bạn này khó này anh em này. Bạn này khó vãi trưởng luôn ấy. Rồi bắn lên đây. Ok. Đi bộ qua đây. Bắn lên đây. Đấy cái đoạn kia kìa. Anh em phải đu qua hai cái thì anh em mới dính tơ được nha. Rồi cái này trước. Cái này. Đó. Hợp lý này. Ui. Cứ tưởng cái game này nó chill chill, ai ngờ nó cũng căng phết đấy. Còn thua lại còn chơi lại nữa thì thôi. Game này chắc phải try hard rồi anh em ạ. Rồi. Đu qua đây. Tôi xong rồi. Từ từ bám vào kia luôn anh em ơi. Bám vào đây luôn. Ok. Đu qua đây. Á là mệt đấy. Và sao xung quanh không thấy thanh niên nào nhỉ? Nãy giờ một mình một đường thế này hơi chán anh em ạ. Quanh phải có mấy anh bạn nghiện khác chứ. Rồi nhảy lên đây nha. Đó đi đâu ta? Đây à? Ui từ từ đoạn này có gai. Phải đu qua. Ok. Bây giờ mình sẽ cố gắng. À, phía trước có một cô gái nhện. Hello. Ui, con nhảy chào chào đó. Hello cô gái nhện. Ai cả đang tán gái thì tự nhiên rơi luôn ạ. Đang ngầu lòi, chả hiểu sao. Ai phải chơi lại, khổ thật sự. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái chỗ vừa nãy. Không biết cô gái đấy còn, cô em đấy còn đợi mình không ta? Chắc chắn cô em đấy phải đợi mình quay trở lại chứ. Thế nào là cô em đấy rời đi theo anh khác dễ dàng như vậy được. Không sao, anh tới với em đây. Cô em gái nhện kia đâu rồi? Anh tới quay trở lại với em đây. Úi dồi, cô em đấy bỏ đi rồi. Bỏ đi trước rồi. Trời ơi. Đi đâu rồi? Từ giờ đi đâu ta? Ở đây xong. À chạy sang đây này. Ok. Chắc chắn là cô em đấy chưa đi xa được đâu. Mình sẽ phải đuổi theo cô em đấy anh em nha. Không thể nào có cái chuyện là... Đây chắc chắn cô em này đấy đi đường này này. Tự thính giác của loài nhện mình đánh hơi được. Ạo. Anh tới với em đây. Cô em nhện đâu? Nó đi nhanh vậy. Rồi, checkpoint, may quá, nãy giờ mới được checkpoint phát. Ui, cái gì ấy? Có cái hang gì trong kinh này. Hang này toàn tơ nhện bâu xung quanh em ạ. Ui, kệ đi. Đây, đi đường chính của chúng ta. Ok. Đã hiểu. Bám qua đây. À, kia rồi. Cô em kia. Đây rồi, đợi anh tới đây. Chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Đây rồi. Ừ, đợi chút. Đây rồi, ha ha ha. Cô em này đi hơi chậm nha. À, nhảy sang trước đi, đúng rồi, nhảy sang trước đi. Cố lên nào. Đúng rồi, giỏi lắm. Thế, anh em thấy không? Đây là cặp đôi song kiếm hợp bích. Với kỹ năng của hai bọn mình thì chắc chắn là bọn mình có thể... Từ. Với kỹ năng của hai bọn mình thì chắc chắn là bọn mình có thể đi về chân trời, đi về ánh bình minh. Đó. Đi về miền đất hứa. Rồi, đúng rồi. Ui, cô em kia đu tơ kinh quá anh em ạ. Ui. Cô em này kỹ năng vết nha. Phải đua đâu. Bây giờ chúng ta phải cần phải theo kịp cô em này thôi. Không thể nào để bị bỏ lại phía sau được anh em ạ. Rồi. Em đây à. Đi từ đợi anh với em ơi. Cái này đi nhanh quá. Nào, chúng ta cùng bắn tơ, cùng đu nhá. Đu này. Hey. Đi đâu, nhảy qua đây. Ôi trời ơi, cô em rơi rồi. Chả hiểu sao cô em nhện kia rơi xong rồi không đi nữa anh em ạ. Đứng yên ở đấy rồi. Ơi, hỏm luôn rồi à. Cầu gì cầu sập thế này. Đấy là cầu sập ạ. Ok. Càng ngày mình đang càng trèo lên những cái khu vực nó nguy hiểm hơn và nói chung là nó cao hơn. Thì nếu mà chúng ta... Ồ, tôi bấm vào kia đu tơ lên không được. Trời ơi. Đây, phải đứng từ trên này đu sang kia này. Nếu mà anh em đu xuống đây là cú lừa đấy. Đu xuống đây là nó bắt đi lại từ đầu luôn. Từ đây đu luôn này. Ok. Game này nhiều lúc nó cũng hơi chôn đấy nha. Đây mấy cái thể loại kiểu này. Nhất là những cái thể loại kiểu OB mà checkpoint mà dài nhau như thế này ấy. Kiểu anh em phải đi một quãng dài anh em mới được checkpoint ấy.
Chơi nó rất là hay, kiểu khó chịu khi mà chúng ta rơi. Đây, đi nãy giờ mới có cái checkpoint. À đây, cái gì đây? Anh bạn ơi. Ui, nhện da đen. Nhện đen. Mông lại còn có cái hình pizza nữa chứ. Ok. Anh bạn nhện đen. Anh bạn nhện đen. Anh bạn nhện đen chắc rơi rồi đấy. Chung là với kỹ năng của mình thì chắc chắn là mình sẽ vượt lên đầu luôn anh em nhá. Tại chúng ta đang đu rất là kinh khủng. Có vẻ như đang dẫn vị trí thứ nhất trong đàn nhện rồi. Đó. Cố lên nào. Cố lên nào. Trời ơi. Đoạn này càng ngày nó càng khó này anh em này. Từ từ để chơi nốt đoạn này nha. Có thằng nào nó bị dính trên kia kìa, trông kìa. Khó nha. Anh em phải nhớ chú ý thật là nhìn, thật là tinh mắt. Nhanh tay nữa. Ờ, đủ qua đây. Qua đây. Qua đây. Ok. Theo đoạn này này. Qua đây này. Bám vào đây này. Bám cái nữa trên này này. Rồi mới đu qua đây này. Đấy, nãy là mình quên chưa bám, mình bấm vào đây luôn. Có sẽ là pizza patty đây. Bữa tiệc pizza gì đây. Đâu? Tiệc pizza đâu? Tôi muốn tiệc pizza. Trời ơi, đây chắc đừng tắt chứ được tiệc pizza cái gì. Ồ, đúng tiệc pizza nha. Hay 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 hay. Ok. Wow. Vãi cả tiệc của nhện đây anh em ạ. Nó dùng những cái ánh này để làm ra một bữa tiệc. Đây chính là tiệc của ngoài nhện đây. Map càng ngày càng đẹp nha. Uầy. Nhưng mà để leo được trên đỉnh, trên cao kia thì sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Chắc chắn là sẽ còn rất nhiều thời gian nữa anh em ạ. Và nếu mọi người thích video này đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh nha. Có lẽ video đã dài rồi. Đây là một tựa game Obi làm nhện khá là hay. Link game sẽ ở phía dưới phần mô tả cho anh em nào thích chơi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.